Sáng ngày 12 tháng 11, tại sân bóng Tân Triều, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá thường niên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội lần thứ 15 năm 2022. Giải bóng đá do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các đơn vị trong Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cũng như cơ hội rèn luyện thể thao nâng cao thể chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Tham dự buổi lễ và cổ vũ cho giải đấu có bà Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, ông Hà Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, ông Ngô Xuân Phú, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, ông Nguyễn Thủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, ông Vũ Hữu Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, Trưởng Ban Tổ chức Giải bóng. Ngoài ra còn có sự góp mặt của các thành viên trong ban giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, bí thư đoàn thành niên các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, đặc biệt là sự góp mặt của hơn 170 vận động viên thuộc 12 đơn vị tham gia giải. Phát biểu tại lễ khai mạc, bí thư đoàn thanh niên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Phó trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Hồng Vân cho biết. Giải bóng đá thường niên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã và đang để lại một dấu ấn khó quên trong suốt thời gian qua. Sau một năm gián đoạn do chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, giải bóng đá thường niên Tổng Công ty đã chính thức trở lại, hứa hẹn sẽ là một mùa giải đáng mong chờ nhất trong năm 2022, với sự quy tụ của gần 170 vận động viên đến từ 12 đội bóng. Giải đấu lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Và hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến lễ khai mạc giải bóng đá thường niên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội lần thứ 15 năm 2022. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi đề nghị các cầu thủ tham gia thi đấu phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả, các cổ động viên những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Sau khi tham gia trận đấu mở màn, tiền đạo Nguyễn Mạnh Cương, Trung tâm Khai thác Bến xe Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội chia sẻ. Rất là vui mừng qua cái 2 năm dịch thì anh em là nói chung là tình hình chung của tất cả các cơ quan và đoàn thể thì nhưng mà cũng rất là cảm ơn, trước hết là cảm ơn Tổng Công ty Vận tải đã có những cái buổi hoạt động sau dịch để cho toàn bộ với cơ quan các xí nghiệp trung tâm được có những cái buổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm và nâng cao tinh thần đoàn kết và nâng cao cái kết quả sản xuất. Thì cũng qua đây thì cũng rất là cảm ơn Trung tâm Khai thác Bến xe Hà Nội, Ban Giám đốc, anh Nguyễn Văn Hùng và bên đoàn thể đã tạo điều kiện, rất là tạo điều kiện cho anh em được nghỉ làm để tham gia những cái hoạt động như này. Khi ra tham gia đấu giải thì tất cả các đội tham gia đều mạnh như nhau, không có đội nào kém, bởi cái tinh thần ham học hỏi của mỗi đội là đều như nhau. Nên tôi nghĩ là mọi đội đều chuẩn bị kỹ lưỡng như các đội khác, tham gia trên cái tinh thần đoàn kết và học hỏi. Nên chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ cố gắng và tập luyện và kỹ chiến thuật tốt hơn để có thể chiến thắng trận sau. Trải qua nhiều mùa giải được tổ chức thành công, đến nay, giải bóng đá Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã trở thành một phong trào sôi nổi, uy tín, một sân chơi hấp dẫn, phù hợp cho tất cả mọi người. Hoạt động này đã trở thành một sự kiện quan trọng và là món ăn tinh thần giúp tăng cường giao lưu, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị sau những giờ làm việc căng thẳng, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu sẽ lần lượt diễn ra vào các ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 năm 2022. Em lại sắp xong này.